Đó, song ngươi song tử mà không nhớ lắm. Nhưng mà về cơ bản là có 13 trong cua hoàng đạo. Thì anh em sẽ có được cho mình đó là cái hiệu ứng biến về cực kỳ độc đáo và rất đẹp đến từ cái biến đổi cung hoàng đạo này. Có đây là Ruby. Hóa ra là Ruby dụ kèo để cho Wan Wan từ trong bụi nhảy ra hạ mỡ. Những câu trả lời ở đây là không đủ đam. Đang là giao tranh mỡ thấy Wan Wan ở đây. Ơ, Wan Wan đâu rồi? Ủa gì kỳ dở? Ủa lên mạng từ lúc nào ơi? Let's go. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tom Mỡ để mà cùng đến với Let's Go. Dĩ nhiên là Mỡ lồng tiếng cũng không chuẩn chỉ lắm, nhưng đây là Irithel nhân mã, một cái trang phục mà có thể nói là nếu như mà bây giờ mà Mỡ không làm video clip này là chúng ta sẽ phải đợi đến tháng 11 thì phải, đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Tháng 11 cụ thể đây là ngày 22 tháng 11 cho đến ngày 21 tháng 12 để mà chúng ta có được cho mình đó là cái skin của Irithel trong cái trang phục này. Bởi rất đơn giản thôi, những cái trang phục cung hoàng đạo ở trong Mobile Legends nó có một cái điểm chung ở đây, đó là nó sẽ chỉ ra mắt khi mà đến cái thời điểm gọi là cung hoàng đạo ngoài đời nó trùng. Đấy, ví dụ như cung hoàng đạo ngoài trời cung nhân mã đúng không? Thì 22 tháng 11 đến 21 tháng 12 thì đó là cái giai đoạn có cung nhân mã, thì lúc đó Irithel nhân mã mới được cho ra mắt. Đó. Nếu anh em hỏi Mỡ thì Mỡ sinh tháng 1, Mỡ cung Ma Kết thì phải đợi đến gọi là chắc là phải đợi đến gọi là bao nhiêu nhỉ? Tháng 1, 22 tháng 12 đến 19 tháng 1 là có cung hoàng đạo Ma Kết của Matic. Đó, kiểu như thế. Nói thế chưa Mỡ không thích chơi Matic lắm đâu. Nhưng thôi không sao, quay trở lại đối với cái video clip ở trong cái trận đấu này thì Mỡ sẽ sử dụng cái vị tướng Irithel trong trận đấu này để mà đi đối đầu với Wan Wan và khẳng định với anh em một lần rằng khi mà Mỡ thấy team bạn lock vào Wan Wan là Mỡ không ngần ngại lock ngay vào Irithel, bởi vì Mỡ muốn xem rằng để về nói về cái khả năng đi đường ấy thì giữa Wan Wan và Irithel hai cái vị tướng xạ thủ có khả năng gọi là cần rất nhiều trang bị để mà có thể trở nên khỏe như thế này, thì vị tướng nào sẽ ăn cái vị tướng nào. Như anh em có thể thấy được là ở giai đoạn đầu game, cái việc gọi là hai cái vị tướng này có những cái màn trao đổi kỹ năng đến từ bộ chiêu số của Irithel so với Wan Wan thì có thể nói rằng Wan Wan nhỉnh hơn một chút xíu nếu như mà anh em có thể tung ra được những cái chiêu số đến từ chiêu 1 oanh tạc cũng như là cái kỹ năng thứ 2 quyền lực nữ hoàng dồn được vào sát thương của Wan Wan. Và quan trọng nhất là nếu như mà anh em muốn gọi là gây sát thương gọi là lợi đam hơn so với kẻ địch ý, thì anh em sẽ phải sử dụng cái chiêu 1 oanh tạc, bởi vì cái kỹ năng thứ nhất của Irithel sẽ có thể trừ giáp được đối phương, và có đó Irithel có thể gây sát thương lên đối phương bằng những cái đòn bắn thương hoặc là sử dụng cái thần nỏ hoặc là sử dụng cái kỹ năng thứ hai cái gầm ấy để mà làm chậm ấy, nó sẽ gây sát thương hơn rất là nhiều. Thì đó là những cái điều mà anh em cần phải quan tâm khi mà đi đối đầu với Wan Wan. Để mà đối đầu Wan Wan thì anh em chỉ cần sợ một cái điểm duy nhất ở đây ý, đó là hãy cố gắng đừng để cho Wan Wan ném cái kỹ năng một hồi quy yến để kích cái điểm yếu trên người anh em. Đó, anh em thấy không? Wan Wan chỉ cần bắn vào anh em là anh em đã bị lộ diện điểm yếu rồi. Nhưng lộ diện điểm yếu thì chả sao, anh em chỉ cần quan trọng rằng ở trên người của anh em cái điểm yếu phía sau lưng như thế này này không bị phá là được, anh em thấy không? Rồi ở đây này, nhảy lên đến từ chiều cuối thần nỏ bật bảo hộ đến từ Wan Wan, nhưng cô ta không phá được cái điểm yếu sau lưng của Mỡ. Như vậy là cái phải lên bảng điểm số là thuộc về Wan Wan. Mỡ giành được chiến thắng trong kèo này với tỷ số là 0-1. Đó, anh em hiểu không? Đó, thì Mỡ nghĩ rằng là nếu như mà anh em muốn chơi Wan Wan và muốn trên trình so với đối phương ý, thì cái điều quan trọng nhất anh em cần phải lưu ý ở đây đó là anh em phải tìm bằng mọi cách phá được 4 cái điểm yếu trên người của mục tiêu. Thì khi đó anh em mới có thể gọi là toát ra được toàn bộ cái ngưỡng sức mạnh của cái chất tướng xạ thủ Wan Wan. Còn nếu như không ý, thì Mỡ nghĩ rằng anh em hoàn toàn có thể lựa chọn Irithel dễ chơi hơn, và cái lượng sát thương ở giai đoạn cuối game nó vẫn ổn hơn Wan Wan rất là nhiều. Cho dù cái vị tướng này không cần phải quá nhiều điều kiện, đối với Irithel thì Mỡ nghĩ rằng chỉ cần anh em có chiêu cuối thần nỏ là anh em có thể gọi là lao vào tham gia giao tranh, như vậy là ok la rồi. Đó, còn thì chúng ta có thể thấy được rằng là ở trong cái trang phục này của Irithel thì chúng ta có thể thấy được cái hiệu ứng của cái cô nàng xạ thủ này gây ra rất là đẹp. Đặc biệt đây là cái chiêu 1, khi mà dùng ra thì nó sẽ vẽ ra cái hình cung nhân mã ở dưới đất, nhìn cực kỳ là hoành tráng luôn. Và ở đây là Tywin anh ta di chuyển lên giúp cho Mỡ khống chế được Wan Wan và hạ gục cô ta, mạng thứ hai của Mỡ ở trong trận đấu này. Trận đấu này thì bắt đầu gọi là
có được những cái sự khác biệt đến từ vị trí của ôi ở đây có Lancelot di chuyển lên này, team bạn bắt đầu quan tâm đến cái đường trên này, họ di chuyển lên để họ muốn có được cho mình những cái chỉ số mạng hạ gục. Ở đây Tywill bị Lancelot múa, Tywill phải nằm xuống. Ở đây Lancelot muốn kiếm trận hoa hồng và mỡ đúng không, nhưng mỡ cố gắng đứng sát vào anh ta, né đi được cái kiếm trận hoa hồng. Lancelot không còn bất kỳ một cái võ nào có thể đối đầu lại được với mỡ cả, và mạng thứ ba của mỡ ở trong trận đấu này. Giao tranh kéo dài đến mức kéo theo cả Ngộ Không lên, có vẻ như là đường trên đã kết thúc với một cái pha giao tranh có thể nói là mỡ nghĩa lợi cho team mỡ. Bởi vì bản thân mỡ là Irithale, là xạ thủ cần rất nhiều đồ, và muốn có được cho mình những cái mạng hạ gục thì cũng đã có được hai cái mạng hạ gục ở cái giao tranh đường trên. Một mạng là đến từ Wanwan và một mạng sau đó là đến từ Lancelot. Đó, thì lúc nãy anh em cũng có thể nhìn được sơ qua, nếu anh em chưa nhìn kỹ anh em có thể tua lại nha. Đó là cái hiệu biến về, nhưng từ từ khoan, ở đây mỡ thấy có Tywill, mỡ sẽ nhồng lên bật thần nỏ bắn cho, đó là pha xa bay màu. Tiếp đến là Wanwan này thì có vẻ như là không biết chơi rồi, cô ta không kích được điểm yếu đến từ cái con Irithale này và bị bắn cho gọi là loi bản họng luôn anh em ạ. Lên bằng điểm số mạng thứ tư của mỡ, một mạng dành cho mỡ mà một mạng dành cho Tywill. Như vậy cơ bản là anh em có thể thấy được rằng là mỡ nghĩ là nếu như mà chúng ta so sánh kèo của Wanwan và Irithale ý, thật ra hai cái vị tướng này cũng rất khó để mà có thể so sánh được cái vị tướng nào mạnh hơn. Bởi vì mỗi cái vị tướng xạ thủ ý, nó sẽ cần một cái điều kiện cụ thể để mà cái vị tướng đấy có thể mạnh. Ví dụ như kiểu Wanwan thì anh em sẽ phải cần cái gì anh em? Wanwan thì anh em sẽ phải cần kích được 4 cái điểm yếu để bật cái chiêu cuối khuynh thành tiễn vũ. Còn Irithale thì anh em sẽ cần phải bật chiêu cuối thần nỏ rồi dùng chiêu một oanh tạc sao cho tung trúng tướng địch thì chúng sẽ bị trừ giáp, thì khi đó là cái lượng sát thương của Irithale nó sẽ được tối ưu hóa hơn. Nhưng xét trên góc độ nào ấy thì mỡ vẫn cho rằng cách chơi cái con Irithale này nó sẽ dễ hơn chơi Wanwan rất là nhiều, cả về cái tầm thi triển, tầm gây sát thương cũng như là cái lượng sát thương về cuối game. Đó, còn con Wanwan là nó sẽ cần phải đồ, nó sẽ cần phải những cái lượng sát thương gây ra theo phần trăm máu, cho nên là mỡ nghĩ là nếu như anh em có ý định lựa chọn giữa Wanwan và Irithale thì cái việc lựa chọn Irithale nó vẫn sẽ là an toàn và nó dễ chơi hơn Wanwan khá là nhiều. Đó là toàn bộ những cái chia sẻ đến từ vị trí của mỡ. Còn thì ở đây ôi dồi ôi, thanh niên Pakito đuổi kinh thế, đuổi tôi từ đường giữa xuống tận cái bùa đỏ ở đường dưới mà kiểu thấy mình nhảy đi rồi, đến từ chiều cuối bắt đầu mới ngưng anh em ạ, kinh vãi. Ok, thì ở thời điểm hiện tại thì để mà đánh nhau với cả xạ thủ thì hai thằng xạ thủ đánh nhau thì mỡ nghĩ rằng đứa nào nhanh, đứa nào xanh hơn đứa đấy thắng thôi. Ở thời điểm hiện tại thì mỡ đang khá xanh rồi. Mỡ đã cầm cho mình đó là cái trảm phong kiếm, cùng với đó là cái chiến dự berserker, hai cái trang bị mà có thể nói là biến cái con Irithale này cực kỳ thốn với những cái phát bắn khi mà kích hoạt chiêu cuối dạng thần nỏ. Cho nên là đến thời điểm hiện tại Wanwan gọi là không có đối rồi anh em ạ. Rồi thì bây giờ mỡ sẽ quan tâm đến những cái mục tiêu khác, ví dụ như là những cái combo kỹ năng đến từ pha xoa. Còn đây này, một bắn này nó sẽ nhảy vào bụi thì kia bật bảo hộ rồi, hai bắn này, ba bắn này, bốn bắn này, năm bắn này không kích hoạt được điểm yếu thì năm bắn Wanwan bay màu lên bảng đếm số. Mỡ đang nhìn trên mini thì thấy là có hình như là Lance, anh ta đang muốn lấy đi cho mình đó là cái bùa xanh ở trong phần rừng của team mỡ, cái bùa xanh của đó là Ngộ Không. Nhưng ở đây là mỡ sẽ di chuyển xuống, mỡ sẽ gặp đó là Lance trong cái tình huống này, và liệu rằng sẽ có giao tranh ở đây không? Câu trả lời ở đây là mỡ chưa có chịu quấy thân nói anh em ạ, mỡ cứ bắn anh ta cái rồi tưởng đoạt mệnh được Lance sử dụng để chạy thẳng về nhà. Nhưng về cơ bản trước đó anh ta vẫn hoàn thành được cái mục tiêu lấy đi cho mình đó là cái bùa xanh, cho nên là đó là một cái pha gọi là di chuyển hơi chậm đến từ vị trí của mỡ. Nhưng mà giao tranh có vẻ như là đường giữa đã và đang được nổ ra. Tywill hất tung được đó là cái cô nàng Ruby, anh ta cầm kiếm chỉ mỗi mình Ruby cho nên là mỡ hơi ngại và sẽ đứng ở đây một tí. Lancelot ra, anh ta đang sốc đao vào Tywill nhưng anh ta đang bị Tywill khống chế. Đây là cái cơ hội để mỡ nhồng lên mạng thứ 7 của mỡ ở trong cái trận đấu này, anh em thấy không? Đánh con xạ thủ ý thì mỡ nghĩ là ở cái meta này anh em nên đánh hèn và đánh gọi là chờ thời chờ cơ hội để ăn mạng thôi, không nhất thiết anh em lúc nào cũng phải lao ra đầu tiên, anh em thấy không? Còn đây là Wanwan, ối rồi một bắn này, ối rồi hai bắn, ối rồi ôi triple kill đến từ Irithale và mỡ có được cái mạng thứ 9 ở trong cái trận đấu này. Thế trận đang quá là xanh xao với một trong những cái con xạ thủ phải bị farm nhiều nhất trong Mobile Legends, và đó thì anh em có thể thấy được rằng xạ thủ dĩ nhiên không hề mạnh ở meta hiện tại, nhưng nếu cứ fit và nếu cứ dồn đồ cho những cái con xạ thủ có thiên hướng lết kiểu như là Irithale như thế này thì nói thật với anh em đến cái tầm này bắn những con như kiểu Pakito là mỡ cũng thể bắn cho như con luôn anh em ạ. Đó, cho nên là về cơ bản xạ thủ ở mùa 21 thì đúng là yếu thật, nhưng nếu như mà có nó trong đội hình thì anh em nên đi gánh nó, đừng để fit cho nó xanh quá như thế này, để biến một cái con Irithale đang từ mèo đầu game hóa thành siêu hổ ở tầm giữa và cuối game. Ở đây là Pakito, anh em thấy không? Bình thường bắn Pakito đâu có thấm đâu, nhưng bây giờ Pakito phải lên bảng điểm số. Tiếp theo là Ruby và mục tiêu của mỡ đang tìm đến là Lancelot, nhưng anh ta chạy mất dép.
team bạn phải lên bảng 18 mạng và mỡ đã có cho mình 11 mạng anh em ơi. Mỡ nhiều ngoài trong team này nha. Từ từ one one kích chiêu cuối kia. Ui dồi ôi, hàng Nga đánh chủ quan ghê. Nhảy xuống nào, một bắn này, hai bắn này, rồi xong one one. Tiếp nào, quả này nhỉ, đây là lan xịt lộ đúng không? Một bắn này, hai bắn này, ô lướt gì kinh thế. Thôi được rồi, đổi mục tiêu. Ôi nhập, ô nhập là tuyệt vời đến từ vị trí của Angela, một cái pha cứu giá quay. Và đó là cái mạng thứ 13 của mỡ. Cái tình huống vừa xong suýt chút nữa mỡ đã bị lên bảng điểm số, nhưng Angela nhập hồn là chuẩn xác. Và đó là cái mạng thứ 13 của mỡ đến từ vị thần Lancelot. Nếu anh em chưa biết ý, thì ở trong cái biệt đội Jodiac cung hoàng đạo này nó có một cái rất là thú vị. Đó là nếu như mà anh em gọi là sưu tập đủ 12 cái trang phục đến từ cái biệt đội cung hoàng đạo này này. 13 trang phục chứ, bởi vì là cái trang phục của Karina và Selena là một cung, cung song tử hay sao ấy, mỡ không nhớ lắm. Đó, song ngươi song tử mỡ không nhớ lắm. Nhưng mà về cơ bản là có 13 trang phục cung hoàng đạo thì anh em sẽ có được cho mình. Đó là cái hiệu ứng biến về cực kỳ độc đáo và rất đẹp đến từ cái biệt đội cung hoàng đạo này. Ở đây là Ruby, hóa ra là Ruby dụ kèo để cho One One từ trong bụi nhảy ra hạ mỡ. Những câu trả lời ở đây là không đủ đam, đang là giao tranh mỡ thấy One One ở đây. Ơ, One One đâu rồi? Ủa gì kỳ vậy? Ủa lên bảng từ lúc nào ơi? Trời ơi, bốc hơi nhanh quá, tôi không có để ý đâu, tôi tưởng lại tốc biến vào bụi đi đâu mất. Xong nãy giờ nhìn lên bảng điểm số ấy biết, rồi không sao. Ôi, ôi sao pha xài lên bảng điểm số rồi? Trời ơi, đến cái tầm này thì nói thật với anh em là cái ngưỡng sức mạnh dồn vào đến từ một cái con Irithel như thế này này, chắc thì bạn cũng là chạy mất dép. Một cái con Irithel mà phút thứ 10-15 mạng hạ gục đi solo lane, không có ai trợ giúp cả. Và anh em có thể thấy được rằng là dĩ nhiên là đến thời điểm hiện tại một con xạ thủ nó quá là xanh như thế này rồi thì cao tầng nó hơi khó. Đến tầm này thì Lancelot cũng phải cân nhắc. Mà đến tầm này mỡ nói thật với anh em luôn là mỡ cũng chả có sợ Lancelot. Bởi vì tại sao anh em biết không ạ? Bởi vì là mỡ có cung phòng thân rồi. Cung phòng thân tức là cung thần phong đấy anh em. Đó, cung thần phong là để phòng thân mà. Đó, còn cái tên của cái cung này, cái tên kỹ năng là cái phong ngân. Đấy, phong ngân tức là phong ngân thôi anh em ạ. Giờ còn anh em phải lên cung phòng thân. À, cung thần phong là để phòng thân. Rồi, để xem trận đấu này team bạn sẽ đánh tiếp là như thế nào nhá. Bởi vì mỡ nghĩ rằng đến giai đoạn late game thì 1-1 chắc là sẽ không có cửa để mà ăn được Irithel đâu. Bởi vì trong lúc 1-1 còn đang loay hoay kích được cho mình cái điểm yếu để mà kích chiêu cuối quy thành tiện vũ thì mỡ đã nhảy lên bắn cho ba cái 1-1 cũ đi cho lạnh toa rồi. Đây, demo cho anh em xem này. Nhảy này, bắn này. Một, ấy, ấy, ấy. Ui dồi ôi, tôi bắn như thế thì tôi cho 1-1 thêm tiền. Chắc ông ấy cũng chả kích được cái điểm yếu luôn anh em ạ. Cái tình huống vừa xong là 1-1 đứng yên luôn rồi. Bởi vì 1-1 chắc trong đầu đang kiểu suy nghĩ là à, mình sẽ tìm cách kích điểm yếu như thế này, như thế nọ, như thế kia. Nhưng bây giờ bắn cái bay bốn mất 3/4 cây máu rồi thì nghĩ làm gì cho quan trọng, đừng AFK luôn cho nhanh, nghĩ làm cái gì, đúng không anh em? Chuẩn chưa? Rồi. Thì như vậy là có lẽ rằng đến thời điểm hiện tại thì anh em cũng đã thấy rằng là cái kèo giữa con Irithel với cả cái con Ruby này nó dễ như thế nào, đúng không ạ? Về cơ bản là mỡ vẫn cho rằng là 1-1 và Irithel thì cũng gọi là 1-9-10 thôi. Nhưng để mà nói về cái độ dễ chơi ý, thì Irithel dễ chơi hơn nhiều và dễ sốc đam hơn 1-1 rất là nhiều. Trong khi 1-1 lại cần rất nhiều kỹ năng nhảy qua nhảy lại ném hồi quy yến sao cho kích được cái điểm yếu, cho nên là mỡ không khuyến khích anh em chơi 1-1. Thay vào đó anh em có thể chơi Irithel cũng rất là ok la. Giao tranh đang được đổ ra ở đây, Fasha mới làm lại nên sử dụng quả thiên kích là quá thốn. Mỡ đã có video clip Fasha cho anh em xem rồi. Ở đây sẽ làm cái pha nhảy lên mỡ cho anh em xem này. Hết chạ. One One vẫn bốc hơi nhưng mỡ thì mất tring anh em ạ. Mỡ 19 tuổi đã có người theo đuổi và hình như người theo đuổi mỡ ở đây là Paquito thì phải. 19 mạng kim đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ 12 để cho anh em thấy được rằng cái sức mạnh đến từ cái con Irithel khi mà nó lết ở trong cái meta không được coi trọng xạ thủ thì nó vẫn cứ là ok la, đúng anh em. Rồi, đang là giao tranh khi mà lúc team mỡ đang lên bảng, Lance anh ta muốn có được mạng học của hàng Nga. Câu trả lời ở đây là khỉ đã bóc tem của Lancelot và Lancelot bay màu. Team bạn mất đi 3 thành viên và họ đang mất đi cho mình đó là cái trục đường giữa. Trục đường trên thì đang được phòng thủ đến từ vị trí của những cái người chơi team bạn. Nhưng mỡ nghĩ rằng là với cái việc team bạn chỉ còn lại một thành viên duy nhất đang ở trên bản đồ đó là 1-1 thì trận đấu này sẽ là kết thúc tại đây rồi. Nhưng mà bù lại thì team bạn cũng đã kịp hồi sinh ra Fasha, cũng hồi sinh ra Paquito. Họ vẫn đang thủ nhà khá là kinh. Nhưng với cái việc mỡ di chuyển lên thì trận đấu này sẽ kết thúc tại đây. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Irithel cung hoàng đạo ở mùa giải thứ 21. Và nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Và let's go! Vào nè, một mạng nè, hai mạng nè, ba mạng nè, bốn mạng nè, năm mạng nè, endgame thôi. Oh yeah baby!